Tối qua ngày 18 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình giao lưu tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Buổi giao lưu tôn vinh là dịp để các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở cơ quan đơn vị địa phương mình, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng giáo dục quốc phòng an ninh, công tác chính sách quân đội. Những câu chuyện chia sẻ của đại diện các điển hình tiên tiến góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo của các điển hình tiên tiến, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn tới. Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tôn vinh trao thưởng cho 17 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024.